Xin chào quý vị và các bạn. Đây là khóm mai vàng của mình trồng được 1 tháng tuổi. Và các bạn ơi, nhiều bạn hỏi là cây mai trồng như thế nào và cách chăm sóc như thế nào. Thì xin thưa với quý vị và cô bác anh chị, đó là khi chúng ta trồng thì chúng ta nên trồng chay, đừng có trồng cho bất cứ loại phân gì. Bởi vì khi làm vườn ươm bầu là nhà vườn đã cho phân và cho thuốc chống nấm vào trong cái bầu rồi ạ. Thì khi chúng ta trồng xuống là cái cây bầu của chúng ta chỉ cần nó sống và nó ra rễ cứng cáp, xong rồi nó sẽ ăn ra đất. Xong đến khi mà nó sống như thế này rồi đấy, cây này là trồng được 1 tháng rồi mà nó lên được ra những cái vọt, cái cành như thế này rồi, thì cô bác anh chị tha hồ bón phân. Nhưng với điều kiện là cô bác anh chị bón xa gốc ít nhất là 30 phân. Đây ví dụ như nhà mình đây, mình trồng là trồng chay, thế xong đến bây giờ là mình tưới nước phân thì mình tưới cách gốc là 30 phân nhá. Đó, đây các bạn này. Đây. Găng tay của mình là 20 phân và đây mình đổ, mình bón phân chuồng. Đấy, cứ bón từ từ các bác ạ. Nếu như các bác, các anh, các chị mà bón ráp vào thân cây quá thì nó sẽ sợ là nó sẽ nóng. Cũng có loại phân chuồng để ải rồi, hoặc là phân chuồng chúng ta chưa để ải, nếu như nước bioga thì các bác, các anh, các chị là tưới được, thoải mái được. Nhưng cái phân chuồng hay hoặc là phân hóa học thì tốt nhất là cô bác anh chị cho nó cách xa khoảng độ 30 phân, cách xa gốc, cái rễ của nó sẽ ăn lên ạ. Đấy, đây là khóm mai trồng được 1 tháng tuổi, vừa tròn 1 tháng tuổi nhé. Và đây cũng là một khóm khác ạ. Đấy, khi trồng là trời nắng quá là nhà em phải mang lá cọ đến để che cho nó đấy ạ. Trồng vào giữa mấy hôm trời nắng 39-40 độ, thế là em phải che. Đến nay là cây này cũng vừa tròn 1 tháng. Đây cô bác anh chị nhìn này. Đấy, vừa tròn 1 tháng tuổi ạ. Đấy, em sẽ quay xa xa cho các bác anh chị xem này. Đấy. Và đến bây giờ là em nước phân lợn, nước phân trâu là em mang em tưới ạ. Đấy cô bác anh chị nhìn xem. Cây của em mới được 1 tháng tuổi và đây là em trồng bầu đấy ạ, bầu mai vàng ạ. Và đây một khóm nữa ạ. Đấy, cô bác anh chị xem. Mới được 1 tháng tuổi mà đây lá đây. Cái lá này là đạt lá A rồi đấy ạ. Còn lá này là lá B rồi ạ. Đây. Hai cái lá này là lá A rồi đấy ạ. Mới được 1 tháng tuổi đấy ạ. Nếu như các cô bác anh chị hái á thì cái tàu này nó được 1 2 3 4 5 6 7 8 9 lá thì cô bác anh chị hái được 7 lá. Sẽ hái được 7 lá trên cái tàu này ạ. Thì trong đó là có 2 tàu lá C. 2 tàu lá C và 2 4 5 tàu lá B. Đấy, và còn là lá A. Đấy, mới được 1 tháng tuổi thôi ạ. Đây, như cái tàu này là lá A thoải mái ạ. Đấy. Các bạn anh chị cứ hỏi rằng đến khi nào thì có thể thu hoạch được. Thế nhưng mà nếu như cô bác anh chị mà thu hái thì những tàu lá này là thoải mái thu hái rồi đấy ạ. Thế nhưng mình không hái và mình nuôi cây đấy ạ. Mình sẽ nuôi cây sang đến tháng thứ 6, tháng thứ 7 tuổi của cây này thì các cô bác anh chị mới thu hái. Thì nó sẽ vừa nuôi cây và lúc bấy giờ chúng ta thu hái thì nó sẽ đảm bảo cho thân cây, sự phát triển của cây. Và đây một khóm nữa. Đấy, mới trồng được 1 tháng tuổi ạ. Cái cây này là khi trồng là nó có 2 cành, 2 chồng. Này bây giờ cô bác anh chị tiến hành bón phân, bón nhẹ nhẹ cho nó thôi ạ. Đây ví dụ như nhà em hôm qua là em bón tận đây ạ. Em đổ tưới tận đây và cách gốc cái cây này em cách gốc khoảng độ 35-40 phân. Đấy, dễ rổ nó ra nó sẽ ăn hết ạ, chứ không sợ là bón xa quá mà nó lâu lên đâu ạ. Và em ví dụ như cái khóm này của em á, thì là nó được 4 tháng tuổi. Hơn 4 tháng tuổi thì nó đã ra được lá như thế này. 2 tháng sau cô bác anh chị thu hái thì cái khóm này một lần hái chắc nó phải được khoảng 4-5 cân lá.
Khi mà những cái búp này nó ra, các cô bác anh chị nhìn, sợ không? Tua tủa, dày như mầm trông luôn. Và đây cái khóm này cũng vậy. Cái khóm này là được 4 tháng tuổi, hơn 4 tháng tuổi. Thì nó đã lên được 3 cái măng cao rồi. Và bên dưới còn 2 cái măng thấp nữa. Và cái loại này thì bây giờ là em bón phân chuồng đây. Đó. Em bón phân chuồng là em cũng bón cách xa gốc, em cứ đổ tràn ra đấy. Thì là nó tự nó khác ăn ra. Cái loại che mai diễn này nó lên khỏe lắm, dễ tán nó ra đến đâu là dễ nó ra đến đấy. Cô ba anh chị không cần phải đào hố, đào rãnh hay là không cần phải lấp. Cứ đổ tràn nó ra gốc thôi ạ. Đấy. Đây khóm này mới được 4 tháng tuổi. Hơn 4 tháng tuổi mà đã được 3 cái măng lên, 4 cái. 4 cái thì một cái vọt nó lên nó đã trưởng thành thành lá ra kia rồi. Và 3 cái này và bên dưới gốc kia là còn 2 cái nữa. Đấy, đang nhú nhú mới tòe được cái búp lên kìa. Và những khóm trước là mai vàng, còn đây là khóm mai thái ạ. Kể cả mai thái cũng thế ạ. Nếu cô bác anh chị mà trồng sau 1 tháng cô bác anh chị chăm bón thì đây cái khóm này là cũng được hơn 4 tháng tuổi ạ. Đây lá này, cô bác anh chị nhìn cái tàu lá của nó này. Đếm nhá, cô bác anh chị đếm nhá. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 lá. Nhưng nó vẫn còn búp đấy ạ. Đấy. Cái tàu này chắc là nó phải tầm khoảng độ 16, 17 lá. Thế mà cái loại lá A này thì là chỉ 70 lá trên 1 cân thôi ạ. Đấy. Và đây lại tiếp theo một khóm mai vàng nữa. Đây là trồng bầu nhá các bác. Cô bác anh chị nhìn xem này. Đấy. Mới hơn 4 tháng tuổi. Như thế này thì để mà nói thì cô bác anh chị hái thoải mái rồi ạ. Thế nhưng mà mình không hái. Mình sẽ để dành đến khi đủ 6-7 tháng. Thì cái cây măng này của chúng ta nó lên lá, nó dài ra rồi và mọc thêm một số măng nữa. Thế xong rồi cô bác anh chị thu hái một lần, bắt đầu thu hái từ đó. Cô bác anh chị nhìn thấy không? Mới được có hơn 4 tháng tuổi mà lá này đan vào nhau, chùm rúm vào nhau luôn. Và video trả lời cho khách cây mai trồng khi nào thì bón được phân là đẹp nhất. Xin tạm dừng tại đây. Và cũng cảm ơn cô bác anh chị đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác anh chị ở những chia sẻ tiếp theo.